Chiều ngày 9 tháng 10, Đoàn Thanh niên Vietinbank tổ chức lễ công nhận và gắn biển phòng giao dịch thanh niên kiểu mẫu cho phòng giao dịch Trường Mỹ của Vietinbank Tây Thăng Long. Đây là công trình thanh niên cấp đoàn khối doanh nghiệp trung ương chào mừng Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương, đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp trung ương. Về phía Vietinbank có đồng chí Trần Kiên Cường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, đồng chí Đoàn Thị Kiều Hương, Bí thư Đoàn Thanh niên, đồng chí Trần Hồng Quang, Giám đốc Vietinbank Tây Thăng Long. Phòng giao dịch Trường Mỹ là phòng giao dịch hỗn hợp có vai trò quan trọng và là một trong những phòng giao dịch có cơ sở vật chất tốt nhất của Vietinbank Tây Thăng Long. Việc công nhận gắn biển công trình thanh niên cấp đoàn khối doanh nghiệp trung ương có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự động viên và khích lệ kịp thời trong phong trào thi đua đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên gắn với chuyên môn, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Đức Tú đã chúc mừng phòng giao dịch Trường Mỹ của Vietinbank Tây Thăng Long và tin tưởng với đội ngũ cán bộ trẻ tuổi, tài năng và trí tuệ sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh và phong trào thanh niên trong thời gian tới. Đồng quan điểm, đồng chí Trần Kiên Cường hy vọng đội ngũ cán bộ, thanh niên trong phòng giao dịch thanh niên kiểu mẫu cần tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, công tác chuyên môn, phong cách giao dịch, gương mẫu trong mọi hoạt động, phát huy tốt hơn nữa những thành tích đã đạt được. Cũng tại buổi lễ, Ban thường vụ Đoàn khối doanh nghiệp trung ương và Ban thường vụ Đoàn Vietinbank đã trao quyết định khen thưởng dành cho tập thể chi đoàn cơ sở Vietinbank Tây Thăng Long và các cá nhân có thành tích tốt trong việc thi đua đảm nhận và triển khai công trình thanh niên. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.